Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngân Hà Auto, một địa chỉ bán xe cũ, uy tín, chất lượng. Bên em luôn cung cấp mang đến cho quý anh chị những chiếc xe lướt, những chiếc xe đã qua sử dụng trong tầm tiền dưới 1,5 tỷ đổ lại. Và trong ngày hôm nay thì cũng lâu rồi nhà em chưa cập nhật bảng giá cho quý anh chị để biết là bên em đang còn những mẫu xe nào. Thì trong ngày hôm nay em xin phép giới thiệu đến quý anh chị một chiếc xe có lẽ là quá quen thuộc với thương hiệu của người Việt rồi. Và ngay cạnh em đây sẽ là một chiếc Hyundai i10 sản xuất năm 2017, phiên bản sedan, số tự động của anh chị nhé. Và để mà nói về chiếc xe này thì phải nói rằng đây sẽ là một chiếc xe cực kỳ là vừa tầm tiền và đáp ứng đầy đủ cho những quý anh chị có lẽ là nhu cầu tài chính không quá dư giả. Để mà đánh giá qua về chiếc xe này thì quý anh chị hãy cùng em tìm hiểu kỹ trong video ngày hôm nay. Đến với phần chiếc xe này thì chúng ta sẽ có lớp sơn zin khoảng 80% này. Cùng với đó thì tiết ở đây chúng ta sẽ có như là phần đèn ở phía trước hay là phần đèn gầm, quý anh chị có thể thấy qua cho em thì vẫn rất là sáng bóng và mới quý anh chị nhé. Đó, rồi hay là các chi tiết như là phần lưới tản nhiệt chúng ta sẽ có thiết kế màu đen và logo Hyundai thiết kế ở giữa. Mình cũng bước đến với phần thân xe, chiều dài cơ nhắn đưa vào đâu đó khoảng là hơn 2m6 để cho chúng ta một khoang hành khách đâu đó là không quá là rộng rãi nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ để mà chúng ta có thể mua chiếc xe này về sử dụng. Mâm xe nhỏ nhắn khoảng là 16 cho đến 17 inch và một bộ lốp đã được thay mới quý anh nhá. Đó, hay là phần gương xe này chúng ta sẽ có tích hợp đó chính là một mạ chrome, cùng với đó là tay nắm cửa, tích hợp đó là khóa smart key này. Đó, chiều dài cơ sở thì cũng khá là tốt, ổn định ở một chiếc xe i10 phiên bản sedan. Để mình cùng nhìn qua đến phần cốp đi. Phần cốp của chiếc xe này thì chúng ta sẽ có gì? Đợi em một chút, mình sẽ mở lại phần cốp để quý anh chị có thể nhìn qua này. Mở ra phần cốp ở đây thì chúng ta sẽ có gì đây? Một phần cốp của một chiếc xe sedan thì rõ ràng là chúng ta sẽ có loa rộng rãi hơn phần chiếc xe hatchback khá là nhiều. Với ở đây chúng ta sẽ có các phụ kiện đi kèm đầy đủ quý anh chị nhé. Đây, lốp này. Tất nhiên là một chiếc xe từ 2017 thì lốp sơ cua chúng ta cũng hạ rồi. Và các chi tiết như ở đây thì chúng ta có thể thấy là phần dây dựa này vẫn khá là mới cho em. Đó. Và chiếc xe này cũng tích hợp thêm cho em đó chính là 4 cảm biến cảnh báo va chạm phía sau thôi, để cả nhà mình có thể là yên tâm mua về sử dụng. Đến với khoang hành khách thứ hai thì ở đây chúng ta sẽ có đó là một phần khoang hành khách đâu đó là đủ dùng cho một gia đình khoảng 4 cho đến 5 người. Với các chi tiết như là phần đâu đó là phần ghế cũng đã ngả màu theo thời gian rồi. Đó, đó, quý anh chị có thể nhìn qua cho em phần cánh cửa, nhưng mà vẫn sẽ cam kết cho quý anh chị là một chiếc xe zin mà nguyên bản. Rồi, mình cũng bước vào đến cabin lái đi. Bước vào khoang cabin lái thì đây chúng ta vẫn sẽ có các option cơ bản nhất cho chiếc xe này. Ví dụ như là màn hình ZTEC, màn hình Android chúng ta được lên thêm rồi này. Rồi là gương chống chói này, đề nổ start stop này. Cần số thiết kế cũng khá là hay khi mà được thiết kế ở phần trên này. Điều hòa một vùng chỉnh cơ mà thôi. Với đó chúng ta cũng sẽ có phanh cơ và các chi tiết khác như là phần trần chúng ta sẽ có ở đây này. Đó, với gương kính chỉnh điện và các chi tiết đầy đủ khác để mình có thể là mua về sử dụng cho một chiếc sedan giá rẻ. Mình cũng bước đến với đó chính là chi tiết cuối cùng là khối động cơ 1.2 này đi. Một khối động cơ 1.2 thì chúng ta sẽ có gì ở đây? Các chi tiết ở đây chúng ta cũng có thể thấy đây là sẽ là một chiếc xe cũng chạy đâu đó khoảng 8 vạn. Thì các chi tiết này có thể sẽ không còn mới mẻ nữa. Nhưng bên em vẫn sẽ cam kết cho quý anh chị rằng đây sẽ là một chiếc xe nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Và cam kết là mọi chi tiết ở trên chiếc xe này đều là nguyên bản quý anh chị nhé. Đó, hay là ở đây chúng ta thấy phần nắp capo này vẫn rất là sáng bầu. Và chỉ với 295 triệu đồng thôi là quý anh chị đã có thể sở hữu được một chiếc xe dành cho gia đình, mức giá hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu với khối động cơ 1.2 lít mà bên cạnh em đây. Và mức giá trên thì vẫn còn thương lượng, bên em vẫn sẽ có hỗ trợ trả góp cho quý anh chị với chiếc xe này đâu đó sẽ không được nhiều mà thôi, nhưng vẫn sẽ là hỗ trợ để có thể là mình có thể là mua với nhu cầu là đa phương tiện. Có thể là chạy gia đình hoặc thậm chí là chạy dịch vụ sẽ đều rất ok. Và nếu quý anh chị quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo cho em ở số điện thoại được ghi ngay trên phần tiểu sử quý anh chị nhé.